VCS bước sang mùa giải 2023, Liên minh huyền thoại Việt Nam liệu còn nhớ Saigon Joker? Saigon Joker trong ký ức của cổ động viên là đội tuyển khai sinh cùng với Liên minh huyền thoại Việt Nam. VCS luôn được nhắc đến với tư cách một khu vực có tiếng trên thế giới. Để có được thành tích như hiện tại, Liên minh huyền thoại Việt Nam trải qua chặng đường dài và đầy thử thách. Thực chất, VCS đến nay vẫn khó so kè cùng với những ông lớn là LPL hay LCK. Điều này liên quan đến nhiều yếu tố về tiền bạc, tư duy xây dựng và đào tạo. Nhưng khu vực Việt Nam không phải kiểu tự phát hay đến với Liên minh huyền thoại cho vui. VCS thật sự sở hữu bề dày lịch sử cùng quá trình phát triển đáng tự hào. Để rồi, khi nhắc đến thủa hồng hoang của Liên minh huyền thoại Việt Nam, cổ động viên sẽ nhớ đến một cái tên lẫy lừng, đó chính là Saigon Joker, đội tuyển được khai sinh để tạo nên giai đoạn truyền kỳ. Esports đặt nền móng ở Việt Nam như thế nào? Esports hiện ngày càng phổ biến và có độ nhận diện cao. Nói cách khác, xã hội dần nhìn nhận game có thể thi đấu chuyên nghiệp thay vì giải trí. Và đây thật sự là bước phát triển nhảy vọt với một ngành công nghiệp mới, dù tuổi đời chỉ hơn 20 năm. Những năm 2000, lúc đó chưa tồn tại khái niệm rõ ràng về eSports. Giới trẻ tìm đến game với mục đích thỏa mãn đam mê và thư giãn đầu óc hoặc thể hiện tài năng. Và StarCraft, WarCraft hay Đế chế đặt nền móng đầu tiên cho thể thao điện tử khai sinh. Sau đó, thay vì tụ tập chơi vô thưởng vô phạt ở quán net, giới trẻ tìm thấy tính cạnh tranh trong những tựa game. Đầu tiên, họ sẽ thi đấu giao hữu để phô diễn kỹ thuật, khả năng hiểu biết. Tiếp đến, nhiều người cùng chung tay tổ chức nên giải đấu lớn. Từ đó, eSports với khái niệm căn bản nhất hình thành và trở nên phổ biến. Và giải đấu thể thao điện tử đầu tiên mang tên World Cyber Games được tổ chức cuối thời điểm 2000. Ở Việt Nam, đến tận 2009, eSports mới bắt đầu manh nha xuất hiện. Tại đó, các tuyển thủ được dịp tranh tài tại Đại hội Thể thao trong nhà châu Á 2009, AIG 2009, và đoàn Việt Nam đã giành được một huy chương vàng, một huy chương bạc và hai huy chương đồng. Đây được xem như nền tảng tốt để eSports nước nhà phát triển trong tương lai. Đến giữa những năm 2010, Internet và các nền tảng phát sóng trực tuyến bùng nổ. eSports được hưởng lợi rất nhiều khi giới trẻ có xu hướng tận hưởng các dịch vụ giải trí số trên các thiết bị công nghệ. Theo đó, nhiều tựa game xuất hiện, đồng thời các giải đấu lớn nhỏ được tổ chức. Đến nay, Việt Nam là khu vực nhận về đánh giá cao cho tiềm năng phát triển thể thao điện tử. Ở SEA Games 31 tổ chức tại Hà Nội, eSports thậm chí trở thành bộ môn tranh huy chương. Trong khi bên ngoài, eSports cũng đến với Asian Games và chờ chạm cửa Olympic một ngày không xa. Sau tất cả, dù phát triển muộn, khu vực Việt Nam vẫn đang cố gắng để hòa nhập tốt với toàn cầu. Liên minh huyền thoại chạm ngõ eSports Việt Nam như thế nào? Năm 2008, Riot Games lần đầu công bố về tựa game Liên minh huyền thoại League of Legends. Đến năm 2009, Liên minh huyền thoại chính thức được phát hành và nhận được sự yêu thích của người chơi. Ở Việt Nam, năm 2012 đánh dấu cột mốc Liên minh huyền thoại xuất hiện và được phát hành bởi Garena. Nội dung hay, đồ họa đẹp, lại có thêm nhiều điều mới mẻ. Tựa game tạo nên cơn sốt với thể loại game MOBA trên máy tính. Và Liên minh huyền thoại cũng trở thành cái tên quốc dân ở nhiều tiệm net. Thời điểm đó, Liên minh huyền thoại cũng trở thành con cưng với Garena. Nhà phát hành nhanh chóng tổ chức giải đấu và đưa tựa game trở thành môn eSports hàng đầu Việt Nam. Từ 2012 đến 2013, sân chơi có tên là Glorious Arena. Ở cuối 2013, cái tên VCS, Vietnam Championship Series, ra đời và thuộc Garena Premier League, GPL. Nói cách khác, VCS là giải cấp dưới của giải vô địch Đông Nam Á, GPL. Từ năm 2018, VCS tách khỏi GPL và trở thành giải đấu riêng đồng hạng. Các đội tuyển của Việt Nam có cơ hội tham gia trực tiếp các sự kiện quốc tế của thể thao điện tử Liên minh huyền thoại do Riot Games tổ chức mà không cần phải tham gia GPL nữa. Sự kiện VCS tách khỏi GPL có công rất lớn của CAM, MSI 2017, đội lọt vào top 6, một trong hai giải đấu quốc tế cao nhất dưới Liên minh huyền thoại. Khu vực Việt Nam khẳng định được sức mạnh to lớn, để rồi VCS được thành lập với tư cách giải đấu riêng biệt. Trong khi GPL hợp nhất với khu vực Đài Bắc Trung Hoa thành PCS. Chưa dừng lại ở đó, VCS còn dần trở thành khu vực Liên minh huyền thoại hàng đầu thế giới. Quan trọng, giải đấu Việt Nam chứng minh được sức mạnh đáng gờm. Bởi lẽ, có nhiều khu vực nhưng có thể độc lập tổ chức riêng sân chơi không nhiều. Nói cách khác, không bằng nhưng VCS đứng trên bản đồ Liên minh huyền thoại cùng với LPL, LCK, LEC hay LCS. Saigon Joker và sứ mệnh khai sinh ra thể thao điện tử ở Việt Nam. Hiện tại, nhắc đến VCS, cổ động viên đều nghĩ ngay đến CAM eSports. Điều này cũng dễ hiểu bởi đội đóng góp rất nhiều cho khu vực quốc nội lẫn quốc tế. Nói đúng hơn, không cái tên nào nhiều danh hiệu hay nổi tiếng bằng GAM trong giới Liên minh huyền thoại Việt Nam. Thế nhưng, trở lại thời điểm 2012, Saigon Joker mới là đội tuyển khét tiếng. Nói đúng hơn, SAG quan trọng với VCS hơn cả GAM, bởi họ là cái tên đặt nền móng cho Liên minh huyền thoại lẫn eSports Việt Nam phát triển. Saigon Joker là đội tuyển hết sức đặc biệt, đội được thành lập bởi chính nhà phát hành Garena.
Sau tất cả, một đại diện như thế có thể tồn tại và tranh giải được sao? Khi đưa Liên minh Huyền Thoại về, eSports Việt Nam còn là trang giấy trắng. Theo đó, Garena phải đưa ra con đường xây dựng và phát triển giải đấu. Và rồi, họ thành lập nên Sài Gòn Joker. Đội sẽ mang sứ mệnh mở đường, làm gương cho những người và tổ chức muốn làm eSports. Với tiềm lực kinh tế vững mạnh, Garena xây dựng Gaming House và thiết lập hệ thống đào tạo đội bài bản. Họ mời huấn luyện viên Hàn Quốc về Việt Nam để dẫn dắt Sài Gòn Joker. Đáng nói hơn, Sài Gòn Joker chiêu mộ được rất nhiều nhân tài. Và rồi, huyền thoại của VCS ra đời. SAG liên tục gặt hái thành công. Ở quốc nội, đội bất bại. Đến trường quốc tế, SAG cũng đại diện khu vực Việt Nam. Năm 2012, họ có mặt tại giải chung kết thế giới. Dù không đem về thành tích ấn tượng, Sài Gòn Joker cũng lập nên cột mốc lịch sử cho VCS. Họ thành đội Việt Nam đầu tiên vươn ra sân chơi quốc tế. Đáng nói nhất, năm 2016, SAG chứng tỏ đẳng cấp số 1 của Liên minh Huyền Thoại Việt Nam ở Đông Nam Á. Đội đánh bại đại diện của Thái Lan, BKT và vô địch GPL mùa hè 2016. Sau tất cả, có thể nói những năm 2012 đến 2016, Sài Gòn Joker đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Sài Gòn Joker kết thúc đầy tai tiếng. Đến năm 2016, VCS vẫn thuộc GPL nhưng đã có chỗ đứng riêng biệt. Quan trọng, giải đấu bắt đầu có độ nhận diện cao. Chưa kể, cổ động viên của Liên minh Huyền Thoại Việt Nam cũng vô cùng đông đảo. Rõ ràng, Sài Gòn Joker góp công thay đổi cả một nền eSports. Thế nhưng, đây cũng trở thành thời điểm chấm hết cho một giai đoạn truyền kỳ. Sự tồn tại của SAG bỗng dưng khiến nhiều người hâm mộ chướng mắt. Nói cách khác, VCS không thể chỉ có một mình họ. Là đứa con của nhà phát hành, Sài Gòn Joker khó tránh khỏi tai tiếng. Dù ít hay nhiều, đội nhận về nhiều ưu ái ở bất cứ cuộc chiến nào. Chưa kể, SAG cũng có nhiều phút không hay. Nhưng để giữ danh dự của một kẻ tiên phong, Garena giấu nhẹm tất cả. Chưa hết, cách vận hành và những vinh quang từ Sài Gòn Joker cũng gây áp lực lên phần còn lại của VCS. Những đại diện khác không có đủ tiền, tiếng để xây dựng một lineup tốt hay có huấn luyện viên thượng thừa. Để rồi, biết bao lâu nữa, họ mới có thể xếp ngang hàng cùng với SAG. Khi sự tồn tại của một đội khiến giải đấu không thể phát triển, thì giới chức trách cần phải xem lại. Chưa hết, SAG cùng từ con cưng biến thành cái gai trong mắt cộng đồng Việt Nam. Và rồi, đứng trước ngã rẽ lớn, Garena quyết định từ bỏ bảo bối của họ. Sài Gòn Joker tan rã và kết thúc sứ mệnh đội gánh trên vai suốt nhiều năm. Từ thủa hồng hoang, đến nay, Liên minh Huyền Thoại Việt Nam đã đi qua 10 năm hình thành và phát triển. Thực chất, kẻ đến người đi chẳng ít. Ngoài ra, khu vực cũng tìm thấy nhiều đội tuyển mới xuất sắc. Thế nhưng, để có một Sài Gòn Joker thứ hai là không thể. Hôm nay, VCS mùa xuân 2023 khởi tranh. Trước khi bước đến cuộc chiến mới, chặng đường đã qua cần được nhìn lại. Và rồi, cổ động viên mãi chẳng thể quên được cái tên Sài Gòn Joker.